Chào luật sư Nguyễn Văn Tài, chào luật sư Sát Trần Hâu. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây ngày 4 tháng 9 năm 2018 ngay tại văn phòng của luật sư. Vậy luật sư Nguyễn Tài cho biết cái cảm xúc của mình khi gặp cái cuộc họp ngày hôm nay như thế nào ạ? Vâng, thì tôi rất là vui mừng khi mà được bà luật sư của chị Nguyễn Thành mời đến văn phòng để gặp gỡ buổi sáng này. They are far in your far here. We might say that the air is put in the and I learn to hear your becoming kind. For me, for this air here, so in and visible. Ja, ich kann das nur unterstützen. Ich freue mich auch sehr, dass mein Kollege Herr Dai den Weg hierher in mein Büro gefunden hat. Ich habe ihn hier begrüßt. Ich freue mich sehr, dass er jetzt in Deutschland in Freiheit ist. Und ich habe meinen Respekt dafür auch zum Ausdruck gebracht, was er in Vietnam als Anwalt und als Mensch geleistet hat. Bà rất là vui mừng khi mà đón tiếp anh tại trụ phòng luật sư của bà. Và bà cũng rất là chúc mừng anh ra tự do tại xứ nước này. Cảm ơn sự. Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, thì ông cũng đã từng ở Việt Nam và đã làm cái công tác luật sư và bênh vực nhiều cái người trong nước, thì ông biết rằng là cái nền tư pháp cũng như là cái pháp luật của Đức khác Việt Nam ở chỗ nào, đặc biệt là qua vụ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh vừa qua. Vâng, từ khi tôi đến nước Đức thì tôi đã theo dõi cái vụ xét xử của ông Nguyễn Hải Long là bị cáo trong cái vụ bắt cóc chị Thu Thành. When er in Deutschland ist, hat auch nach gesehen die Verfahren von der Kammergericht Hải Long. Vâng, thì thấy rằng là cái nền tư pháp của Đức là một nền tư pháp rất là độc lập, họ không bị ảnh hưởng bởi các cơ quan chính phủ. Der Justiz in Deutschland ist unabhängig, er hängt nicht von dem Regierung zusammen ab. Và tôi thấy trong cái quá trình xét xử của Nguyễn Hải Long thì cơ quan điều tra của Đức cũng như là cơ quan công tố họ đã từng bước họ đưa ra những cái chứng cứ buộc tội ông Nguyễn Hải Long đã khiến ông người ta phải tâm phục khẩu phục và cuối cùng ông ta đã phải thú nhận tội lỗi của mình trong cái vụ án bắt cóc chị Thu Thành. In die Untersuchung oder in dem Prozess von Herrn Long hat er gesehen, dass der Justiz Deutschland von Deutschland hier hat den Nachweis von alle Leute, um den Herrn Long richtig seine Schuld erkennen kann, erkennen muss. Thì tôi có thể so sánh giữa vụ án xét xử của ông Hải Long với vụ án xét xử của tôi. Thì kể cả pháp luật Việt Nam hay tôi nghĩ rằng luật bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thì cơ quan công tố phải là cơ quan xét hỏi tất cả những cái chứng cứ mà họ có trong tay để cáo buộc cái người kia là có hành vi phạm tội hay không. Er vielleicht ist hier der Verfahren gegen Herrn Long und das Verfahren gegen ihn und er meint die Staatsanwaltschaft von Deutschland und von Việt Nam verschiedene Weise unterscheiden ist. Thì trong suốt cả quá trình thẩm vấn chúng tôi ấy, là 6 người trong vụ án đó, thì cái cơ quan công tố là cái kiểm sát của Việt Nam ấy, họ hoàn toàn giữ quyền im lặng, họ không có hỏi chúng tôi bất kỳ một câu hỏi nào. In the side of our Gericht, the Staatsanwaltschaft in Việt Nam im Ruhe oder im Verschweigen ist, hat ihn ja überhaupt nicht gefragt. Thì bởi vì trách nhiệm của viện kiểm sát là phải thẩm vấn tất cả những cái chứng cứ mà họ có trong tay xem có phù hợp với cái lời khai của tại phiên tòa hay không. Thế nhưng mà trên thực tế là họ hoàn toàn không hỏi phía thẩm phán, thì họ chỉ hỏi một số câu hỏi thôi và sau đó là họ kết thúc phần hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Thì có thể nói rằng là đây là một phiên tòa rất là kỳ cục. Trong suốt cả 10 năm tôi hành nghề luật sư tham gia rất nhiều, tôi tham gia một số vụ án rồi, nhưng mà đi tham gia rất nhiều phiên tòa thì thấy rằng là không bao giờ cơ quan viện kiểm sát Việt Nam lại giữ quyền im lặng, mặc dù đấy là quyền của những người bị cáo chứ không phải là quyền của cơ quan công tố. Em mai đi công đi sẵn ăn phân sắp phát thì phong xuân đã dạy nó alles beweise es selber gerichte und etwas
một cái vụ án xét xử 6 người với cái tội danh theo luật của hình sự Việt Nam rất là nặng, nhưng mà chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một ngày. Như vậy thì phải nói rằng là trong đó vụ án của Nguyễn Hải Long diễn ra trong rất nhiều ngày, và họ thẩm tra rất là kỹ lưỡng từng cái chứng cứ buộc tội một để khiến cho Nguyễn Hải Long phải tâm phục. Trong khi đối với chúng tôi không có phục cái những chứng cứ buộc tội, chúng bác bỏ tất cả, nhưng mà cuối cùng họ vẫn dùng cái quyết định mang tính chính trị để đưa ra bản án buộc tội của tôi với mức án rất là nặng. Es gibt ein Verfahren gegen 6 Leute in Vietnam nur in einem Tag, um ein Endeurteil zu bekommen. Und das Verfahren gegen Vihello in Deutschland hier gehen Leute sehr viele Tage. Und die Staatsanwaltschaft versucht auch zu finden Nachweise, zusammenfassen. Gegen ihn überhaupt keine Nachweise und dann kommt ein Urteil. Thì tôi chỉ có thể kết luận một câu gì, nền tư pháp của nước Đức hay các nền dân chủ là họ bảo vệ công lý và trật tự xã hội, còn nền tư pháp của Việt Nam là họ bảo vệ cho cái chế độ cộng sản cầm quyền, chứ không phải bảo vệ cho cái công lý hay bảo vệ cho người dân. Er kann zum einen entscheiden, dass die Justiz in Deutschland ist richtig für ein Recht für jeden Mann zu schützen, und die Justiz in Vietnam nur das Macht von der Partei zu gewähren. Anh phát một cái bạn đọc hỏi rằng bà luật sư rằng là cái việc mà điều tra ông Nguyễn Hải Long thì như vậy đã kết thúc chưa, và bước tới là như thế nào, và liệu ông Tô Lâm và những người liên quan thì có bị xử tiếp như thế nào không? Ai von dem Fall Herr Passau sagen Fall wie Leute weiter das Verfahren und der Tô Lâm hat etwas vor oder? Ja, also was den Nguyen Hai Long betrifft, hat sein Verteidiger Revision eingelegt. Revision bedeutet, dass er verlangt, dass das oberste deutsche Gericht, der Bundesgerichtshof, das Urteil und das Verfahren der ersten Instanz, nämlich des Kammergerichts, auf Rechtsfehler überprüft. Ich gebe mal die vorsichtige Prognose ab, dass das oberste deutsche Gericht diese Revision wahrscheinlich zurückweisen wird, denn das Verfahren ist sehr korrekt geführt worden. Wir haben 14, 15 Tage Zeugen gehört, Beweismittel angeschaut, und das hat dem Gericht als Nachweis dafür, dass hier der Hai Long ein Verbrechen begangen hatte, also sich strafbar gemacht hatte, schon gereicht. Das Geständnis von Nguyen Hai Long hat daran letztendlich nichts mehr weiter verändert, sondern nur dazu geführt, dass er eine geringere Strafe bekommen hat, weil er am Schluss noch ein Geständnis abgelegt hat. Aber er wäre auch ohne Geständnis zu Recht verurteilt worden, weil die Staatsanwaltschaft den Nachweis führen konnte, dass er diese Tat mitbegangen hat mit anderen. Das ist der Teil von dem Nguyen Hai Long. Ja, die Nguyen Hai Long nhưng mà tên tòa án cao thì bây giờ đang xét xử là có chấp nhận cái bản kháng án hay không, thì theo bà luật sư Sơn Hào thì có thể là bên tòa tối cao sẽ từ chối không chấp nhận cái bản kháng án đó. Có một bạn nào khác hỏi rằng cái sau khi vụ bắt cóc này diễn ra và ông Nguyễn Hải Long mới nhận tội, nếu mà được tòa tuyên án ông này có tội cuối cùng thì những cái thiệt hại thế nào đối với Việt Nam trong cái vụ này? Eine Frage, wenn der Herr Nguyễn Long in Gefängnis ist, was für eine Schade nach Vietnam oder von für Vietnam kommen könnte? Ich habe, wenn ich die Frage so richtig verstanden habe, also was hat es für Folgen für Vietnam, dass Herr Nguyễn Hải Long verurteilt worden ist? Aus meiner Sicht war wichtig, dass in einem ordentlichen deutschen Gerichtsverfahren festgestellt wird, was tatsächlich passiert ist mit meinem Mandanten. Und das ist durch dieses Verfahren, das nur gegen Herrn Hai Long geführt werden konnte, weil die anderen Täter ja flüchtig sind, das ist in diesem Verfahren geschehen. Also die Wahrheit darüber, was hier im Juli 2017 passiert ist, nämlich dass mein Mandant gewaltsam entführt worden ist und wie genau die Umstände waren, wer daran beteiligt war, das war das Wichtige dieses Verfahrens. Ja, vấn đề của bà Schottenhau, bà cũng muốn biết là ảnh hưởng như thế nào đến thân chủ của bà. Còn cái chuyện mà xử án của Nguyễn Long đó là một vấn đề của bên tòa án Đức. Bà cũng coi như là đó là một vấn đề khác.
hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ja. Denn für mich ist wichtig, dass klargestellt wird, dass mein Mandant gewaltsam durch den vietnamesischen Staat aus Deutschland entführt worden ist und dass es richtig ist, dass Vietnam den daraus entstandenen Konflikt mit Deutschland jetzt so bald wie möglich bereinigt und dieses wieder repariert, indem es meinen Mandanten nach Deutschland zurückkehren lässt. Theo bà đó thì cái sự xác nhận của bà đó là thân chủ của bà là bị bắt cóc từ Đức về, thì sự bắt cóc này nó sẽ gây ảnh hưởng rất nặng đến sự giao thiệp qua lại của hai nước Việt Nam và Đức về. Việt Nam sẽ làm thế nào để cho cái sự căng thẳng này nó sẽ được giải thoát tốt đẹp với nhau? Das Kammergericht hat in dem Urteil sehr deutlich, wir haben bis jetzt die mündliche Urteilsbegründung, sehr deutlich gesagt, dass die Entführung meines Mandanten ein völkerrechtswidriger Akt war, der die Souveränität von Deutschland verletzt hat. Und das sind Sachen, die muss man einfach bereinigen, bevor wieder normale Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam bestehen können. Cái bản án của tòa án vừa rồi đã xác định rõ ràng đó là thân chủ của bà đã bị bắt cóc. Như vậy thì không có còn lý do gì mà gọi là có thể nhìn nhận là một sự đầu thú hay là sao, thì nó đề bây giờ sắp tới là coi như là giữa Việt Nam và Đức nó sẽ giải quyết làm sao. Und ich hoffe sehr, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam sich in absehbarer Zeit damit auch dann verbessern können, dass hier eine Lösung für die Situation meines Mandanten gefunden wird. Denn ich bin sehr daran interessiert, dass es gute Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam gibt. Ich wünsche Vietnam als Land wirklich das Allerbeste, aber dann muss auch die vietnamesische Seite ihren Beitrag leisten. Bà nghĩ đó là bà cũng mong mỏi là cái sự giao tiếp của hai nước Việt Nam và Đức sẽ tốt đẹp. Như vậy là Việt Nam nó phải có một cái giải pháp nào thích ứng với cái hành động bất cấp của mình. Bà mong mỏi là sẽ có một cái sự thành thẩn mà từ Việt Nam đưa ra để có cuộc giải quyết một cách tốt đẹp. Bà cũng đang mong muốn là sự giữa hai nước vẫn có những sự qua lại tốt đẹp. Một bạn đọc khác hỏi rằng là thế thì vụ án Nguyễn Hải Long được tách ra để xử riêng trước, thế còn những cái người mà đã chạy rồi ấy, thì nước Đức sẽ xử tiếp vào thời gian nào và có xử hay không và điều tra đến đâu rồi? Eine Frage, dass die Prozess von mir erlaubt ist und geschlossen und dann die anderen Leute, die jetzt schon weg von dem Prozess hier, wie macht man weiter? In Deutschland können so nur jemand gegen jemand einen Strafprozess führen, der anwesend ist. Gibt also kein Strafverfahren in Abwesenheit des Beschuldigten. Ja, das heißt, solange die anderen Beteiligten an der Entführung flüchtig sind und nicht von Deutschland ergriffen werden können, kann man gegen die keinen Prozess führen. Denn es muss, und das ist auch ein gutes Recht der Beschuldigten, dass nicht in ihrer Abwesenheit gegen sie verhandelt werden kann. Das ist ein wichtiger Rechtsgrundsatz, dass jeder in der Verhandlung auch die Möglichkeit haben muss, sich persönlich zu verteidigen. Also solange diese Personen nicht für die deutsche Justiz greifbar sind, gibt es auch keinen Prozess gegen sie. Aber sie müssen natürlich immer damit rechnen, dass wenn dort die deutsche Justiz sie erfassen kann, dass es dann einen Prozess gegen sie geben könnte. Theo bà luật sư đó thì luật pháp Đức đó thì không có mở một phiên tòa xử cho những người mà không có mặt tại Đức. Thành ra những người đã dán mặt rồi đó thì theo bà nghĩ là sẽ không có những cái phiên xử tiếp tục. Nhưng mà những người này mà nếu mà có một dịp nào bị bắt trong một thứ nào Âu Châu hay Đức đó thì sẽ có một cái phiên xử dành cho những người đó. Und für mich hat sich an der Entführung natürlich nicht nur der General Duong Minh Hung, der hier vor Ort die Entführung wohl dirigiert hat, beteiligt und weitere beschuldigte vietnamesische Staatsbürger, sondern für mich hat sich auch der Minister für öffentliche Sicherheit, Tho Lam, an dieser Entführung natürlich beteiligt, indem er die Verhandlungen darüber geführt hat in Bratislava, dass mein Mandant letztendlich mit einem slowakischen Regierungsflugzeug aus Schengen herausgeführt worden ist. Theo bà nghĩ đó là
cái vấn đề này không phải chỉ có tướng Đường Minh Hưng là có trách nhiệm trong vấn đề này, tại vì chỉ huy trực tiếp trong cái kế hoạch bắt cóc, mà cả ông Bộ trưởng Bộ Công an là Tô Lâm cũng có trách nhiệm dính dáng về vấn đề này, và cả những cái xứ láng giềng của Đức, ví dụ như là Slovakia cũng có trách nhiệm trong vấn đề này. Bên cạnh đó có một bạn đọc hỏi luật sư Nguyễn Văn Đài, thì anh cũng vừa hôm qua họ vừa xem cái clip anh đi thăm nhà tù Stasi ở Berlin, thì anh cũng thấy là nó khá giống ở trong nước. Vậy anh có thể cho biết là cái mong muốn của anh đối với Việt Nam trong thời gian tới như nào? Eine Frage von an der Herr Đài, dass er gestern hier an dem Gefängnis in Hohenschönhausen besucht hat. Gedenkstätte. Ja, genau, Gedenkstätte. Und wie meinte er, ob, was für ein Eindruck er hatte? Vâng, như tôi đã nói đấy, thì cái chế độ cộng sản ấy, thì cai trị bất kỳ nước nào đều đem lại cái hậu quả không tốt cho đất nước đó và dân tộc đó. Thì tôi còn nhớ rằng là Hội đồng châu Âu đã từng ra một cái nghị quyết lên án chế độ cộng sản trên khắp thế giới. Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Chúng ta biết rằng 73 năm qua, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền, họ đã áp đặt một cái cai trị độc đoán chuyên quyền trên đất nước Việt Nam. Họ tước đoạt tất cả những quyền tự do căn bản nhất của công dân, như quyền tự do ngôn luận, quyền làm báo chí tư nhân, quyền tự do hội họp, quyền biểu tình, cũng đặc biệt là cái quyền về chính trị như là quyền tự do hoạt động cũng như tham gia thành lập các cái đảng phái chính trị ở Việt Nam. Thế thì đã trải qua rất nhiều thập kỷ, biết bao nhiêu người Việt Nam đã đứng lên đấu tranh để đòi hỏi những cái quyền tự do dân chủ đó, nhưng đến giờ phút này vẫn chưa thành công. Thì tôi chỉ mong muốn rằng là giờ đây đã đến lúc tuổi trẻ Việt Nam cần phải biết rõ ràng là gì, cái trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trước cái vận mệnh của đất nước, trước sự cai trị của độc đoán của chế độ cộng sản. Chúng ta biết rằng là gì, Việt Nam chúng ta là một đất nước rất là tươi đẹp, có rất nhiều nguồn tài nguyên về khoáng sản cũng như nguồn tài nguyên về con người, cũng như là cái vị trí đất nước rất là tốt. Nó khác hẳn so với những nước trong khu vực Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng mà tất cả những cái điều kiện để có thể giúp cho Việt Nam của chúng ta trở thành một cường quốc trong khu vực cũng như trên thế giới ấy, thì đã bị hủy hoại cũng như bị tước đoạt trong tay của chế độ cộng sản. Thì ngày nay đứng trước cái vận mệnh bán nước của chế độ cộng sản ấy, thì tôi kêu gọi tất cả mọi người dân Việt Nam trong nước cần phải đứng lên để thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với nước, để chúng ta đấu tranh để thay đổi cái chế độ đó. Chúng ta phải tiến hành xây dựng một cái chế độ dân chủ đa đảng Việt Nam để đáp ứng mọi cái quyền lợi và lợi ích của tất cả mọi người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn như vậy. Ja, er hat so viel gesagt, aber ich kann nur zusammenfassen hier. Er meint, die Kommunistenregierung aus der Welt immer Diktator ist. Er beherrscht für sein Land nur nachteilig. Und er wünscht hier, dass die jungen Leute in Vietnam denken an die Zukunft in Vietnam und die sollen auch Aufstand gegen die Kommunistenregierung in Vietnam richtig machen. Vâng, có một bạn đọc khác hỏi thêm là anh luật sư Nguyễn Văn Đài, thông qua những thông tin mà thời báo đưa thì đã biết rằng là ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị đưa vào trại B14, nơi anh cũng bị giam giữ. Vậy anh có thể miêu tả lại cho bạn đọc cái quá trình đó như thế nào và anh thấy như là làm sao ạ? Eine Lese Fach der Nguyễn Văn Đài, ob er seine Unterhaft in B14 in der Gefängnis, wie funktioniert das? Vâng, thì tôi xin kể lại cái hôm đó là vào sáng sớm ngày 29 tháng 7 năm 2017 ạ. Thì tôi thấy một cái sự khác lạ là quản giáo, rồi đội trưởng và rồi phó giám thị ra trước cửa phòng tôi rất là nhiều lần. Và họ đi ngó nghiêng ngồi trong phòng, thì tôi rất là ngạc nhiên. Tôi hỏi tại sao hôm nay các cán bộ lại đi lại nhiều thế. Họ nói là chúng tôi đang đi xem trong phòng nào có cái gì hỏng thì chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa. Thế thì một lát sau á, thì tôi thấy một đoàn gồm có giám thị rồi một cái vị đeo hàm đại tá gì đó, nghe những người cùng phòng nói là ông này là từ bên cục an ninh điều tra, rồi bác sĩ, rồi khoảng thêm 4-5 người quản giáo nữa, họ đi qua cái phòng của tôi. Thì tôi với kinh nghiệm đã ở sống ở đó hơn 2 năm á, thì tôi biết rằng là chắc chắn là có một nhân vật rất là quan trọng vừa được đưa vào trại giam B14 vào sáng sớm hôm đó. Thế rồi một lát sau thì thấy họ mang những cái chăn màn rất là khác so với những cái tiêu chuẩn mà những người tù, những người bị tạm giam mà nó được hưởng, những cái chăn rất là mới,
sạch sẽ và nó khác hẳn so với những gì họ phát cho chúng tôi khi mà chúng tôi mới bị bắt. Rồi đến buổi trưa đó thì là tôi thấy khi họ mang phát cơm đó, thì tôi thấy có một suất ăn rất đặc biệt. Ngoài những cái suất ăn cho những tội phạm thì có một cái khay cơm, không khay đựng thức ăn bên trong. Thì chúng tôi đã biết rằng là chắc chắn là có một người đặc biệt đã được giam giữ ở đây. Thì qua đến ngày mùng 2 khi mà chúng tôi đọc báo và Nhân Dân và nghe đài thì được biết là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối lại cái phát ngôn của Bộ Giáo Đức rằng là có một vụ bắt cóc đã xảy ra trên nước Đức. Thế thì tôi hiểu rằng là về vụ án của Trịnh Nguyên Thanh, và sau đó thì báo chí đã đọc được báo thông tin là ông Trịnh Nguyên Thanh đã trở về Việt Nam để tự thú. Thì tôi biết rằng là chúng tôi hiểu rằng là ông Trịnh Nguyên Thanh đã được ra một cạnh buồng thôi. Tôi ở buồng số 4 và ông Trịnh Nguyên Thanh bị ra một buồng số 12, cạnh đó chỉ mấy phòng thôi. Và sau đó khoảng độ gần 10 ngày thì qua cái ô cửa sổ nhỏ thì tôi đã nhìn thấy ông Trịnh Thanh đi qua với cái dáng vẻ rất là mệt mỏi, và một cái chân phải của ông ấy bị thương, phải đi lết trên mặt đất chứ không thể đi như bình thường. Rồi sau đó ít ngày thì có một vài lần có nhìn thấy ông ta đi qua cửa sổ nữa. Thì đấy là tất cả những gì tôi biết. Và đặc biệt đấy thì khi mà chúng tôi nhìn vào tờ báo đăng cái ảnh của ông Trịnh Nguyên Thanh nói là tự thú tại cơ quan, tại thường trực cơ quan an ninh điều tra đó, thì tôi và cái người ở cục phòng của tôi nhận ra rằng là đấy không phải là, đấy là cái bức ảnh được chụp trong cái phòng tiếp lãnh sự của trại giam B4. Thì đấy là cái sự thật, nó khác xa so với cái gì mà phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa thông tin trên báo chí của họ. Ja, der hat gesagt, hier ein Tag vor seinem Zell hat er gesehen, so viele Aufsicherleute hin und her laufen und besorgt ein gutes Essen, und er weiß nicht, was hier passiert. Und danach hat er eine neue Mithäftling hier, dass er den Tintan zurück ist, wenn er weiter hier, und der Tintan sitzt auch in der Nähe von seinem Zell. Und er hat auch, man sie sehen, das ist ein Bild vor dem Fernsehen, dass er den Hand vor dem Studio in dem Fernsehen vorgestellt, aber das ist nicht so richtig, das ist nur ein Bild in einer Befragenzimmer von dem im Gefängnis. Er meint, dass es im Gefängnis gefilmt worden ist. Vâng, một câu hỏi cuối cùng của bạn đọc đặt cho luật sư Nguyễn Đăng Đài là chính phủ Đức đã làm gì và trong cái việc mà hỗ trợ anh để sang Đức được, và cái việc đó có liên quan gì đến vụ án Trịnh Nguyên Thanh không ạ? Eine Frage der Nguyễn Đăng Đài là die deutsche EU hat bei FAC Unternehmen damit der Nguyễn Đăng Đài nach Deutschland kommen kann. Vâng, thì vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2017 thì đầu tiên tôi được tiếp xúc với đại diện của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Thì anh Konrad, anh còn thông báo với tôi là ngay sau khi tôi bắt thì Tòa Đại sứ Đức tại Hà Nội cùng với các đồng nghiệp của họ, các sứ quán khác đã đấu tranh đối với chính phủ Việt Nam rất là nhiều để yêu cầu họ trả tự do cho tôi. Rồi sau khi mà anh Konrad là người kế nhiệm anh Felix trước đây thì anh ấy đã tiếp tục cái tiến trình đấu tranh cho tự do của tôi. Và đến ngày mùng 1 trước đó thì ngày 1 tháng 11 năm 2016 thì khi mà ông Ngoại trưởng Đức tới thăm Việt Nam, và bây giờ ông là Tổng thống Đức đó, thì ông cũng đã đề nghị chính phủ Việt Nam trả tự do. Nhưng mà lúc đó chính phủ Việt Nam nói rằng là họ chỉ có chấp nhận tự do cho tôi khi mà tôi rời khỏi Việt Nam sang Đức. Và ngay sau đó thì vợ tôi được vào gặp tôi và vợ tôi thông báo tình hình như vậy, và chúng tôi đã quyết định đi Đức. Thì từ đó cho đến khi tôi rời khỏi Việt Nam thì chính phủ Đức đã nỗ lực rất là nhiều trong cái quá trình đấu tranh để tôi sớm được tự do. Thì vụ án của Trịnh Nguyên Thanh xảy ra thì nó đã thúc đẩy giúp cho tôi được rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với những cái ý định của nhà cầm quyền cộng sản là muốn giữ tôi ở Việt Nam nhiều hơn, thời gian nhiều hơn trước khi họ thả tự do rồi. Vâng, rất cảm ơn các vị đã trả lời câu hỏi của bạn đọc, và chúc quý vị sức khỏe. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái buổi nói chuyện giữa tôi và bà luật sư của Trịnh Nguyên Thanh. Wiedersehen, Grüße nach Vietnam.